Thưa quý vị, Tổng thống Pháp và Ba Lan tham dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Âu Châu, tin từ Paris. Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã cùng tham dự một buổi lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai ở Âu Châu, được gọi tắt là ngày VE. Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại cổng chiến thắng của thủ đô Paris. Nguyên thủ của hai nước đã vượt qua hàng quân trước khi đặt vòng hoa lên mộ chiến sĩ vô danh. Ngày hôm qua, nguyên thủ của hai nước đã họp tại điện Élysée, sau đó cùng nhấn mạnh tới sự quan trọng của liên hệ hai nước đối với Âu Châu. Tổng thống Komorowski nói rằng Ba Lan là một nước tích cực trong tam giác Weimar. Ông ta muốn có một chính sách Âu Châu được cân bằng. Ba Lan có thể là một yếu tố củng cố sự cân bằng và quyền lợi của Ba Lan và hai nước Pháp-Đức. Thế chiến thứ hai kết thúc ở Âu Châu vào ngày 8 tháng 5 năm 1945.